Rồi bữa nay mình làm tiếp cái bột sắn dây ha. Bột sắn dây này thầy có nói một cái đoạn rất là dài trong cái băng phương pháp dưỡng sinh đó. Nó có khả năng giải độc rất là tốt. Là chỉ giải độc tới trong tủy xương của mình luôn á. Nếu mình bị nhiễm bất kỳ một cái gì. À, có rất nhiều lần thầy thử nghiệm cho giải độc mấy người nhiễm chất độc màu da cam á, họ vàng da vàng mắt hết, thì cho mỗi đêm mỗi uống, sau 49 ngày đi kiểm tra máu hết. À, tất cả các loại nhiễm độc trong thực phẩm mới hoặc là cũ đều có thể sử dụng bột sắn dây này được hết. Mình trúng độc trong thực phẩm, nước hay là không khí, khói bụi xe, đó là cái chuyện giải độc đầu tiên, là chuyện giải độc của nó. Ở đây gần như tất cả cái chuyện gì mà mình ví dụ như mình ăn bị trúng độc thì phải kèm theo cái này nó mới mạnh. Đầu tiên là mình phải sử dụng tới cái chanh muối của mình, lấy nửa cái quả chanh muối dầm với cái trà ba năm á, khoảng một ly khoảng 250 ml, cho bệnh nhân uống nóng cái đó. Rồi thì sau đó uống sắn dây. Thường thì ví dụ như những người mà ăn theo phương pháp dưỡng sinh của mình á, mà họ lỡ bị trúng độc thực phẩm, bị đau bụng, khó tiêu vân vân, tất cả mọi cái đó, thì uống cái chanh muối đó xong á là bắt đầu tiếp tục uống sắn dây. Mà nên dặn họ là phải nhịn ăn luôn, để uống sắn dây nguyên ngày hôm sau nữa thì mới giải quyết hết được. Tức là lỡ đi ví dụ như mình bị cái gì trục trặc về sức khỏe, đau bụng, tiêu chảy, tất cả mọi thứ, thì mình đều có thể sử dụng tới bột sắn dây này. Như vậy là sau khi mình bị trúng ngộ độc thực phẩm, nhất là mấy người ăn dưỡng sinh ăn ra dễ bị lắm. Họ bị phù mình, họ bị mất ngủ, họ bị tiêu chảy, tất cả mọi cái đều có thể xử lý sắn dây này bằng cách là phải nhịn ăn hoàn toàn để uống sắn dây, để nó giải độc và nó điều chỉnh cơ thể lại. Rất nhiều tác dụng, xem nói như là thần dược. Cái tác dụng thứ hai là hạ sốt. Trong tất cả trường hợp nóng sốt, mình cảm nghe nóng cơ thể, nhiệt độ lên cao, bị sốt cho tất cả các độ tuổi, chứ không có riêng người nào, thì nó không có cấm kỵ, nó không có tác dụng phụ. Cái này hoàn toàn không có tác dụng phụ. Vậy là trong tất cả trường hợp nóng sốt đều có thể sử dụng được bột sắn dây. Rồi áp huyết cao, nhức đầu, chóng mặt đều sử dụng được bột sắn dây. Tiêu chảy lâu năm, hai trường hợp của đường ruột, nếu tiêu chảy là do trúng độc hoặc là tiêu chảy do mất men ruột thì đều sử dụng bột sắn dây khuấy chính theo cái kiểu bài 543 của mình. Có trường hợp bị lao ruột thì thỉnh thoảng mình đi cầu mình nghe nó nóng, phân đi phân ra nghe bị nóng đúng không, thì có khi mình uống chín nó lại không thành công mà uống sống, thì lúc đó mình lại uống sống, thấy bột sắn dây sống uống. Nhức đầu, nóng, sốt, cái trường hợp mà bệnh cảm mới phát hiện bị cảm trúng phong như hôm trước thầy nói rồi á, đúng không? Tức là với những người bị trúng phong thì hôm trước mình nói là chích 10 đầu ngón tay nè nặng máu, vuốt hai rái tay nặng máu, xong rồi cho uống một sắn dây trùm mền 15 phút là bình thường.
Tại vì những người mà bị trúng phong là gần như các ma mạch ở trong não họ phòng khí nó dồn không thoát. Cái này thì mình phải có một bài nói chuyện rất là dài về cái chuyện trúng phong này. Nhưng mà theo Đông y thì họ bị giống như bị tắc khí á. Do thứ nhất là họ bị căng thẳng thường trực. Cái thứ hai là do họ lo lắng sợ hãi gì đó trước đó một vài ngày. Cái thứ ba là cái khí ở gan đó, nó không có lưu thông. Tức là theo Đông y thì cái họ suy nghĩ nhiều quá, họ sợ hãi nhiều quá, họ lo lắng nhiều quá thì giống như cái tim của mình nó đầy. Do đó cái can khí nó dâng lên để cho tim tim không nhận. Tim nhận thì dội ngược lại gan, gan nó đầy khí. Thì gan bị tràn ngập khí thì nó tự động cái nhiệt nó tăng lên rất là cao. Và cái lúc mà cái nhiệt nhiệt của gan tăng lên cao á thì nó lại ảnh hưởng tới cái thận thủy, tức là thận phải cung cấp nước rất là nhiều để có thể làm hạ, làm dịu cái nhiệt của gan. Nhưng mà lúc đó lại thêm cái là bị can nó động rồi thì lục mạch nó động. Lục mạch động là theo cái từ dưỡng sinh gọi là gì? À, ngũ tạng sôi trào, tức là nào cũng bốc quả hết. Vì vậy là thận nó cung cấp nước cho đến mức độ nó kiệt nước. Thì tim á, thì ngoài cái chuyện nó không có nhận cái khí của can thì nó lại bốc quả. Bốc quả thì phần trên nó lại nóng nhiệt nữa. Mà nó nóng bốc quả thì nó lại đốt cháy cái phổi, khiến cái phổi bị kiệt nước. Mà phổi là kim để nó sanh thủy, trong khi phổi nó lại bị khô, bị nung nấu bởi tim. Đằng này gan á, thì nó hút nước ở thận, khiến cho mình thủy không có thăng lên được, quả không dán xuống để làm cân bằng cơ thể, thì người đó vừa phát nhiệt mà vừa bị lạnh ở phần dưới. Và như vậy thì đảo lộn âm dương một cách hoàn toàn, cho nên sanh nhiều bệnh tật. Thật ra những người nào mà có tâm sự buồn dễ bị biến động nội tạng, dễ bị sanh nhiều bệnh mà người ta không biết. Tức là suy nghĩ căng thẳng, lo lắng, buồn, rầu, phiền muộn, tất cả mọi cái những đó đều ảnh hưởng rất là lớn. Tuy vậy là uống bột kháng dây nó sẽ làm bình cái tâm lại, bớt căng thẳng. Khi nào chúng ta bị căng thẳng mà mình cảm thấy rằng mình căng thẳng mình khó chịu quá rồi, thì hai cái căng thẳng đó, một có là do suy nghĩ nhiều, hai là do áp huyết tăng cao. Hai cái này là mình liền khuấy bột kháng dây uống. Cái nữa là bị nhức đầu, nãy mình nói rồi, nhức đầu chóng mặt mình cũng uống. Cái nữa là trước khi đi ngủ nên uống sáng dây, dù bất kể người đó là ai, có ăn dưỡng sinh hay không ăn dưỡng sinh, uống sáng dây trước khi đi ngủ đều rất tốt. Thứ nhất là làm cho giấc ngủ rất là sâu, nó ổn định thần kinh để giấc ngủ sâu. Đối với những người mất ngủ là cái câu đầu tiên là phải khuyên người ta là tối cô phải nên uống sáng dây trước khi đi ngủ giùm. Và nếu muốn cho họ ngủ sâu hơn nữa thì mình dặn họ lấy cái nước đậu đỏ rang với gạo lứt rang á, nấu cho kẹo, dùng cái nước này khuấy sáng dây để uống. Thì ngoài cái việc để cho mình ổn định thần kinh, ngủ sâu ra, thì nó còn tác dụng ban đầu hồi nãy mình nói là nó giải độc á, giải độc thực phẩm trong ngày. Cho nên mình ban ngày mình ăn gì mình đâu biết đâu, có khả năng là có độc. Thật ra tối chỉ cần mình uống sáng dây là mình yên tâm là nó đủ sức để nó hóa giải được tất cả độc ở trong ngày. Thì vậy sáng dây là cái món mà gần như ai cũng phải có trong tay, có trong nhà, đúng không? Rồi mình bị cảm thì đương nhiên bài thuốc cảm này là có sáng dây nè. Còn nếu ngừa cảm, tức là mình sẽ trị được cái bệnh cảm kinh niên của mình, có nghĩa là hở hở nắng mưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùi hương nói câu kiểu dân gian mình như vậy, thì bột sáng dây sẽ làm cái bài trà bình minh. Nếu ai đã từng dễ bị trúng cảm, trúng gió, trúng sương, trúng nắng, trúng nước thì cứ mỗi sáng uống cái này đi.
uống cái bài cài này liên tục một thời gian là mình rất là khó có thể bệnh cảm, nhưng mà đặc biệt bài này là trị được bệnh suyễn nữa mới là lạ. Thầy không có ghi tác dụng này trong quyển sổ tài. Những người bị suyễn mà khó trị lâu năm uống bài trà bình minh mỗi sáng đều, sau 100 ngày hết hẳn cái bệnh suyễn mà không ai biết. Và bột sắn dây này nó lại có một cái điều đặc biệt nữa là nó khử được cholesterol mỡ trong máu rồi của mình á. Cứ mỗi lần uống, mỗi đêm cứ uống một sắn dây, ai bị mỡ trong máu cao mỗi đêm uống một sắn dây, một thời gian mình đi kiểm tra, sau vài tháng kiểm tra nó mất. Có nghĩa nó khả năng lọc độc, lọc máu, nó thảy axit ở trong máu ra. Tại cái này kiềm nó rất là cao. Kiềm cao thì nói về axit rồi kiềm thì hôm nào mình sẽ nói trở lại nó. Nhưng mà đại khái là mình nói thường cái kiểu âm dương với dưỡng sinh mình á. Thì như vậy là uống cái bài trà bình minh thì nó sẽ có tác dụng vừa điều nhiệt cơ thể rồi vừa giải cảm. Với những bệnh cảm mới thì mình không cần sử dụng nguyên cái bài số 7. Mình vừa trúng gió đó, mình vừa bị cảm thì không cần sử dụng nguyên bài số 7 mà chỉ cần uống không bột sắn dây thôi. Nhưng cái điều quan trọng là xử lý bột sắn dây thì phải biết là khoảng từ 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ không được nhúng tay vô nước, không được ngồi trước máy quạt, không được ở trong phòng lạnh. Có nghĩa là phải giữ ấm trong khoảng 1 tiếng. Lý do là tại vì nó quá dương cho nên nó có khả năng hút âm mãnh liệt hơn. Vì vậy nếu muốn tự giận thì đơn giản tối ăn một tô sắn dây mở máy lạnh sẽ chết ngay trong đêm đó. À, cái âm dương mà. Rất là nhiều người bị cái trường hợp bị cống lạnh không biết lý do là ăn sắn dây rồi nhúng tay vô nước rửa tay thôi cũng bị nữa. Rửa chân, rửa tay. Nói chung là sau khi ăn một sắn dây trong khoảng một tiếng đồng hồ thì không mở máy lạnh, không mở quạt gió, không đi ra gió. Còn nếu trường hợp phải đi ra gió gấp thì phải uống sắn dây nguội. Để cho nó nguội rồi uống thì nó không có bị trúng gió. Thì cũng có cách xử lý trường hợp mình gấp quá, mình phải đi công việc rồi, nhưng mà gấp thì cũng phải để sắn dây nguội. Hoặc là mình hớp một miếng vô miệng cái mình ngậm, ngậm cho nó lâu, cho nó nguội rồi mới được nuốt thì nó không bị. Còn trường hợp mà các trường hợp khác đều thì uống nóng, uống nhanh, uống nóng, uống tới mức độ mà cơ thể nó nóng rồi gần như phỏng, tức là càng nóng chừng nào thì cái tác dụng trị liệu nó càng tốt chừng đó. Thật ra là trong tất cả các trường hợp đều xử lý một sắn dây nó giống gần như là một cái loại thần dược. Cho nên đấy, có biết dưỡng sinh hay không biết dưỡng sinh cũng khuyên họ nên thủ sắn dây trong nhà để xử lý gần như tất cả các trường hợp. Và cho tới cái tác dụng ở bên ngoài của nó là đắp để nó rút độc khi bị lở loét, thì đắp nó rút độc rất là hay, nhất là những khối ung thư mà nó vỡ miệng rồi thì đắp nó rất là tuyệt vời. Cái nữa là bị sưng nướu răng á, bị sỉ mũ sỉ máu thì dùng bột sắn dây ngậm nó sẽ rút, nó làm giảm sưng liền rất là hay. Nhiều quá, nhiều tác dụng rồi ha. Thế rồi giới thiệu được chừng đó là bán sắn dây không kịp liền. Ở ngoài da thì trộn nước bình thường làm cho sền sệt để đắp thôi. Đắp mụn cho những người phụ nữ mà muốn da mặt đẹp. Thực tế không có cái gì có thể đắp hơn bột sắn dây. Trong thời gian ngắn thời da mình rất là mịn, rất là đẹp. Cứ là đắp một sắn dây mỗi đêm trước khi đi ngủ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi mình rửa thôi. Rồi đi ngủ. Không có cái gì bằng. Da mịn lạ lắm. Đúng cái nghĩa là mặt hoa da phấn á, là nó đắp một thời gian mà nó sẽ lại cái đó. Cái tác dụng nó rất là hay. Còn nhiều tác dụng tự nhiên mình nói ngang cái mình không nhớ hết. Tức là một sắn dây này gần như là không có tình huống nào mình không xử lý tới nó. Rồi nếu như mình bị nóng gan đi thì sử dụng cái trái trái chuối sứ á. Tới chú xứ mình sắc mỏng mình trưng với bột sắn dây ăn. Trời, món ăn tuyệt vời. Nhưng mà nó xả hạ nhiệt gan tức khắc.
cái chiếu sim của mình á, không mỏng, mỏng chân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì sử dụng củ dền, củ cà rốt, mình ép lấy nước đó, mình thấy sắn dây chân thì nó cũng vừa bổ máu mà nó vừa lại giải độc ở gan. Rồi dùng sắn dây đương nhiên mình làm bánh làm đồ được hết á, tức là mình sử dụng nó. Tại vì khi mà cái độc của con nấm rơm á ha, là không có cái gì có thể khử nhanh chóng được. Ví dụ mình nói ăn, muốn ăn nấm rơm, nấm rơm rất độc, họ nói như vậy rất là âm. Thì thầy có làm cái món nấm thiên trụ, ngốt nhà bếp tử là đọc làm thử. Dùng cái bột sắn dây, cái mình đập hột gà, mình đánh chứ không đánh nước lạnh đâu, đánh một hột gà cho nó vừa sệt sệt đó. Thì mình lại nhúng nấm rơm vào cái bột này chiên. Món này ăn là thần sầu quỷ khốc luôn á. Kèm theo cái sốt, ngày mốt mình sẽ bày những món ăn tuyệt đỉnh của dưỡng sinh á. Món này là một trong những món là đẳng cấp, người Tây ăn cũng mê luôn. Là mình làm cái sốt, cái tương miso, cái sốt tất cả thì tương miso dở lắm, với cà. Thì đối với cà tô mách thì nó rất là âm, nên mình kéo vòng vòng cho có một hai món để mình biết làm, chứ còn không biết uống lắm. Cà tô mách thì mình nên bỏ hột nha. Cà, cái cà chua đó không bỏ hột bị mỡ trong máu, cho nên phải nặng hột bỏ cái đã. Xong rồi mình xay cho thiệt nhuyễn. Đầu tiên mình để cà tô mách vào trong chảo với muối, mình nấu để khử âm của nó, muối tương đối cứng tay một tí. Và mình nấu cho tới khi mà mình thấy trong chảo mà nó lủng lỗ có nghĩa là rút hết nước rồi đó. Thì lúc đó mình mới đánh cái tương, cái tất cả tán với nước rồi mình thả vô, đánh cho đều nó. Thì nó có cái hương ngon rồi. Nhưng mà thêm một bí mật ngon nữa là lúc đó đó là mình sẽ lấy không cái lòng đỏ hột gà thôi, đập hột gà mà chặt lòng trắng ra đi. Khi mà mình múc ra rồi đó, chứ đừng để trên chảo, hiểu không? Mình múc cái nước sốt nóng mình ra đó. Cái sốt này trời mà mò ra cái ngon của mình. Đây là một bí mật. Làm mấy ông làm sốt cũng sợ mình chết luôn á. Đập cái hột gà cái chắc lòng trắng ra, khi mình múc đồ ra cái mình đánh cái lòng đỏ vào. Cái hương thơm không ai biết cái gì chỗ. Cao thủ võ lâm nó mới mò ra cái chiêu này. Thì cái này mà chấm với cái nấm thiên trụ hồi nãy ha. Ăn rồi thôi, không có khách nào có thể biết được mình làm cái gì, mà không có, chưa chắc có cái nhà hàng nào nó có cái bài này cái của mình đâu. Ăn rất là ngon. Và cái đó, cái sốt này được ăn với bánh mì, được trộn bún, được trộn gỏi, tất cả mọi cái mà đưa cái sốt này vô đều ngon hết. Và nếu ăn mặn thêm tê ăn chiêu nữa. Thì mình lấy cái này cũng hiếm có lắm, gạch tôm á. Trời ơi, gạch tôm sau khi mà lấy này xuống bỏ gạch tôm cho cái sốt này là thôi luôn á. Thì hai cái, một là cái lòng đỏ hột gà, hai là gạch tôm, thì sẽ làm cái phó sốt mình cái hương vị nó không ai biết. Các cái loại súp cũng vậy nữa. Ví dụ như 21 thầy sẽ chỉ làm cái loại súp bí của mình á. Cái bí này tụi Tây nó mê lắm. Rồi thì như thầy đãi khách Nhật của cô lên hay gì, nó nói sao mà đồ chay tụi bay làm ăn ngon hơn đồ mặn. Cái súp bí á, thì cái cuối cùng nó là cũng để cái lòng đỏ vô. Ví dụ chén súp mà mình trải cho khách á, múc ra, vừa múc ra đánh lòng đỏ quay vô. Gần như tất cả các loại súp, cái cuối cùng mà bỏ được cái hột gà lòng đỏ vô là tuyệt vời nhất, cho tất cả các cái chứ không phải riêng cái sốt mình không. Thì cái hương, cái vị, cái độ béo nó khác thường. Đó thì vậy là làm đồ ăn thì chính bột sắn dây này. Bột sắn dây này ngoài cái chân kia ra thì mình còn có thể chân chuối. Chuối á, chân chuối á, mình đánh trước mình chân. Thì mình làm món chuối chân thay vì bột bình thường thì làm bột sắn dây nó sẽ rất tốt cho gan và giải độc cơ thể. Nó bồi bổ canxi, rồi nó trị được cái bệnh tiêu chảy nữa. Thì chảy ngoài chuyện khuấy không uống thì chân chuối ăn thì nó cũng trị được. Nó có cái hay đó. Ăn ngon nhưng mà hết bệnh mới là vui chứ còn.
Nó bỏ khấn dây làm nhiều chuyện lắm. Nó còn nhiều món bỏ khấn dây rồi. Ví dụ như mình xào ngó sen. Xào ngó sen thì thường là người ta xào sống sống sơ sơ để ăn cho nó giòn. Nhưng mình thử mình xào chín gục nó luôn đi. Thấy chưa? Xong cái mình tán một khăn dây mình trộn vô trước khi múc xuống nó giòn còn hơn là ngó sen sống nữa. Đó thì vậy là cái món xào ngó sen cuối cùng để sắn dây vô nó vừa dãy đọt mà nó vừa làm ngó sen rất là ngon. Thì như vậy là các cái loại mà rau, cộng rau cứng gì của mình mà xào mình lỡ lố tay nó đã bị mềm thì phải sắn dây thả vô là nó sẽ giòn lại. Và nó giải độc được thực phẩm, có nghĩa là cái món ăn mình vừa an toàn mà vừa giòn vừa ngon cho tất cả các loại thực phẩm. Thầy ta sắn dây nếu biết thì mình xài nhiều chuyện lắm, rất rất là nhiều chuyện cho đồ ăn. Đương nhiên là tất cả các loại súp thay vì người ta bỏ bột, cái súp mà cái kiểu súp cua, súp măng, súp gì đó thì người ta sẽ khuấy cái loại bột khác cho nó sệt sệt á. Thì mình khuấy sắn dây thay vì là một chén 250ml thì mình bỏ khoảng một muỗng ăn canh là nó sẽ đặc, đúng không? Thì mình bỏ 1/4, có nghĩa là một muỗng cà phê nhỏ thôi thì đủ để làm sệt nước, nhưng mà nó sẽ giải độc được cái chén đó luôn. Thật ra là mình có được sắn dây rồi á, sử dụng nhiều tình huống để mình thứ nhất là làm cho thực phẩm nó được ngon, cái hương vị của thực phẩm được ngon, và như cái đầu tiên mình nói là giải tất cả các loại độc. Cái độc của thuốc trừ sâu, cái độc của khối bụi xe độc gì á, tôi nói ngay cả chất độc màu da cam. Và tôi hay nói cái câu tôi nói là nó giải độc tới trong tủy xương, gần như người ta không có tin á. Nhưng có rất là nhiều người bị nhiễm trong tủy mà một thời gian khoảng 120 ngày liên tục, ngày nào cũng uống một sắn dây hết. Chất độc màu da cam thì không quá 2 tháng giải được hết luôn. Thế vậy là gần như trở thành món nước uống để mà gọi là phòng và ngừa bệnh tật trong mỗi tối là tuyệt vời nhất. Người nào mà trước khi đi ngủ mà uống sắn dây là dám bảo đảm không bao giờ bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim. Nói chung là những cái liên quan tới tim mạch và thần kinh, não bộ. Và uống một sắn dây mỗi đêm không bao giờ bị lẫn đối với người già nữa. Nó nhiều lắm, thành ra nó đúng là thần dược á. Thầy từ xưa giờ thầy coi đó là một món thần dược thật sự. Rồi bây giờ xác định bột sắn dây thiệt, bột sắn dây giả. Tức là khi mà mình nhìn cái bột sắn dây á thì đầu tiên cái cảm quan mình sẽ thấy cái trong và cái đục của nó. Cái đục có nghĩa là họ đã sử dụng rất ít nước. Tại vì khi mà làm một sắn dây này á thì họ xay ra ép lấy cái nước bỏ xác là cái ban đầu. Thì vậy là họ khuấy nước để từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng. Thì cái tinh nó lắng xuống, cái mũ nó nổi lên, mình dùng từ mũ ấy, cho nó dễ hiểu. Củ này mũ vậy lắm. Mũ thì âm nổi lên, chặt bỏ. Chắc bỏ thì họ sẽ đổ nước vào khuấy lần hai. Họ để từ 6 tới 8 tiếng thì lắng xuống cái cốt, chắc bỏ lên trên. Thì vậy nếu mà mình làm nhiều nước như vậy á thì mũ nó sẽ sạch đi. Thì mình nhìn thấy cái cục bột sắn sau khi phơi nó sẽ rất là trong, hiểu không? Thì như vậy là nhìn mà bột sắn dây nó đục, có nghĩa là họ sử dụng rất ít nước, mũ còn. Và mũ thì âm, nó khiến cho sắn dây không phát huy hết cái tác dụng của nó. Cho nên bột sắn dây mà thầy đặt làm thì luôn luôn thầy bắt họ phải 20-30 nước mà mình chấp nhận trả tiền cao hơn người ta. Thật ra ở đây mình được quyền nói sắn dây mình là độc nhất vô nhị là tại vì mình làm hơn 20 nước, không có làm như tất cả các chỗ bán dưỡng sinh khác. Thì mục đích mình là trị bệnh mà. Đó là cái cảm quan về cái nhìn. Cái nhìn thứ hai là cái cục bột sắn nó sẽ bóng. Ví dụ như mình mặc cái áo gì, áo giải tám và cái áo ni lông, mình tưởng tượng vậy đi, thì cái áo ni lông của mình nó sẽ bóng hơn cái áo giải tám, nó đổ lông xù xì. Cái này cũng áp dụng theo nguyên lý âm dương. Vì nó dương á thì sao, nó co lại, nó âm thì nó trương nở, đúng không? Cho nên á, một là họ trộn bột khoai lang,
hai là họ trộn bột mì, thì chắc chắn là cái cục sắn dây đó nó chung quanh đó mình không có nhìn thấy cái chỗ nào bóng láng hết, mà lỗ chỗ nào nó cũng nổi bột 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 hột 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 giống như gì bụi á, bụi nó bám chung quanh cái hột đó. Mình nhìn mình tưởng tượng là cái cục này nó xốp hơn cái cục kia vậy đó, hiểu không? Và rõ ràng là cầm lên nó sẽ nhẹ hơn. Đó là cảm quan thôi, mình chưa đụng tới, chưa nếm. Thì mình phải nhận ra được hai cái điều này, tức là mở ra nhìn sắn dây, cầm cục sắn dây lát qua lát lại thì cái miếng bể ở trong á, cái mặt trên mặt dưới một cái dây, không nói rồi cái miếng bể ngang bên hông á ha, là rõ ràng nó bóng đẹp lắm, thì là cục sắn dây thiệt. Mà cái miếng bể bên hông của cục sắn dây á, mấy cái miếng mà bể nhỏ nhỏ nhỏ, mấy cái lằn cắt nhỏ nhỏ đó mà nó không bóng, rồi nó sần sùi, nó có bụi, thì đó là cục sắn dây đã trộn mà khỏi cần nếm. Rồi tới hồi mình nếm là mình xác định cuối cùng, bỏ vào miệng thì mình cắn cho nó nát một cái, để lên đầu lưỡi nha, để rưỡi mình đẩy thẳng lên nút giọng, thì đầu tiên nó sẽ rút khô cái nút giọng của mình, và sau đó nó sẽ nóng như có một chút nhiệt, không phải một chút đâu, nhiệt nhiều luôn á. Thì tí mình sẽ thử, mình biết là mình sẽ thử sắn dây kia, mình biết liền khác biệt cái này. Và sau cái nóng thật nóng đó rồi thì bột sắn dây sẽ tan, và tan đến cái độ mình dùng cái lưỡi mình cà nghiến lên cái nướng là nó không còn lợn cợn. Nhưng tại vì nếu lấy cái tinh của nước mà nó còn cợn có nghĩa là mày đã sử dụng cái một là bột pha lang hay bột mì hoặc là trộn một cái loại bột nào đó thì nó sẽ không có tan hết. Và điều đó để thấy rằng khi bỏ vô ly nước mà mình khuấy thì bột sắn dây thiệt nó sẽ tan loãng thành nước, tại nó quá dương nước âm, thành ra nó hòa lẫn với nhau, nó không còn lợn cợn. Và đến khi khuấy chín thì nó sệt nhưng mà nó không cứng, dù lần thấy rất là đậm, nhưng bột sắn dây kia họ thấy đậm là cái muỗng mình đánh không nổi nữa mốt ăn mình cảm giác nó sẽ rất là cứng. Rồi cái vị của nó, vị này vị đặc trưng lắm, ra mình cũng không diễn tả làm sao được, chỉ có trừ cái người quen thôi à. Nó không có ngọt, đương nhiên là nó không có ngọt rồi. Như cái mùi cái bột sắn dây, nếu mình đủ cái lắng tâm mình mới nghe được cái vị đặc trưng của bột sắn dây, nó khác một chút với cái bột mì. Thế là giống như nó có một cái chút thanh khiết, mà cái thanh khiết đó là phải trừ bột sắn dây nguyên chất nó mới có. Và nó pha một chút tạp là mình nghe mình sẽ biết, giống như mình hởm mình ngửi cái mùi của nước tương nghe, hiểu không? Cái mùi quá mốc một chút thì nó sẽ khác đi. Còn giống như tương tỏi hởm là nó quá trời rồi đưa vô mình biết liền. Thì vậy nên trộn bột nhiều, trộn bột ít là mình phải cái cảm quan mình thật là giỏi, mình mới phân biệt rằng này bột hơi nhiều, này bột hơi ít, này nguyên chất không bột. Thì mình nếm lần lần thì mình sẽ nghe, ngay cả khi mà mình đẩy lên nút giọng là mình đã nghe cái mùi đó rồi, nó pha trộn nữa hai ba cái hương vị. Nhưng nếu bột sắn dây thiệt thì mình sẽ nghe một vị, một mùi duy nhất của nó thôi. Thì cái đó là đòi hỏi phải giỏi lắm hay là mức độ cảm quan thuộc về cao thủ rồi. Thật ra là nhìn chỉ cần mình liếc qua mình thấy một sắn thiệt, một sắn giả. Cái thứ hai nữa là cái bịch sắn dây á, mình nhìn nó không có bám bụi ở ngoài nhiều. Cái bịch để đựng sắn dây á, sắn dây giả là nó đổ lông, nó rớt bột ra, cho nên nó bám đầy ở ngoài cái bịch hết á. Còn bột sắn dây thiệt nó sẽ ít hơn, thậm chí là có đôi lúc nó cũng không có, dính ở ngoài cái bao luôn á. Mình dò mình lấy, mình giả bộ mình dò mình bóp vậy nè, rồi xong mình buông ra chỗ này có cái dính không, nó không dính, hiểu không? Còn bột sắn dây giả mình chỉ cần mình nhận cái bao, đụng cái cục bột sắn dây buông ra là ở đây nó dính trắng á, cái phấn á, thì nó chắc chắn là bột sắn dây giả. Đó, mình chưa cần đụng đâu, mình xé bịch người ta đâu cho đâu, chỉ cần cầm bóp liền cá thôi, buông ra nhìn nó không đóng phấn, ok, được, tương đối, đúng không? Khi mình lựa, nếu mà mình không có phải là được quyền xé thì mình được quyền thử như vậy. Cái bột sắn dây này nó rất là dương. Nói thêm về cái dây sắn này nữa, để mình biết thêm nếu ai ở nhà có trồng. Rắn rất là kỵ dây sắn này. Một con rắn dữ chỉ cần thả một cái dây này thôi, ngay cổ nó nằm liệt, không gỡ là nó nằm hoài cho tới chết.
Cho nên quanh nhà mình á, mà có sắn dây, nó chỉ cần con rắn nó bò, nó chui cái đầu, nó vừa đụng cái nó nằm nó luôn à. Mình tưởng nó chết nhưng mà nó không có chết đâu, tại vì nó kỵ sắn dây cho nên nó bị liệt nghĩa. Hay là cái vùng nào mà gì đó rắn nhiều thì trồng sắn dây là an toàn. Rồi, món sắn dây là cái chuyện đó là chúng ta biết nhiều rồi đó. Nói chung là họ bị trúng độc gì thì cũng khuyên uống sắn dây. Họ bị bất kỳ tình huống gì thì cũng khuyên uống sắn dây, nhức đầu, nóng lạnh, cảm, sốt. Sắn dây gần như là được sử dụng rất là nhiều chuyện. Thì nhớ có một lần ông Hòa Thượng năm nay ông tịch rồi, ở Nhân Trạch đó. Cái bữa đó ông ra, ông coi dựng cái lễ đài Phật Đản. Ông đang nói chuyện thầy cái thầy thấy cái miệng méo con ngọng. Mà lúc đó là thầy không có chích đâu á, kèo ông liền, cầm cổ ông đưa vô phòng rồi liền. Thì phải sắn dây cho uống vừa hết rồi sắn dây, cái ông ngồi ông cười, ông nói trời đất ơi, cái món gì mà hay dữ vậy trời. Mà cứ mỗi lần cũng gặp tôi cũng nói thầy cho tôi uống cái món thuốc gì mà kinh khủng rồi tôi méo miệng mà thì cho tôi uống thuốc mới vừa uống hết là hết à. Tức là mình phát hiện ngay khi đó là hết liền tức khắc, không cần làm bất kỳ động thái nào. Nên nhớ điều này, cho nên sắn dây lúc nào mình cũng thủ sẵn là vậy đó. Tại vì người già hoặc là có một số người, nhất là ban đêm á, dễ bị trúng phong á, do cách mà mình mở cửa phòng hoặc là mở máy lạnh, mở quạt gió là dễ bị lắm. Mà có cái này thì mình ngay khi đó giải quyết là không có cái gì bằng. Cho nên sắn dây là dùng để uống ngoài cái việc giải độc, còn cấp cứu, còn tất cả mọi cái. Cho nên ai cũng nên có cái này. Nhất là cái đường ruột của mình nó không an toàn thì phải thường xuyên uống sắn dây. Không an toàn thì nên uống buổi sáng, tức là hở tiêu chảy á, thì uống buổi sáng là tốt nhất để mình lót lót bụng là số một. Ví dụ như một người ăn dưỡng sinh mà bữa nay lỡ có cái tiệc là chắc chắn là mình không thể nào nhịn được nữa rồi, không? Thì thứ nhất là mình dầm chanh muối uống một cái. Cái thứ hai thì nếu mà uống sắn dây thì mình sẽ không ăn được nhiều đâu á, hiểu không? Cho nên là mình lót bụng buổi sáng, mình lót bụng buổi sáng thì nó sẽ trong ngày đó mình ăn mình không sợ trúng độc, nhưng mà lót bụng trước khi đi dự tiệc là không bao giờ bị trúng độc trên bữa tiệc. Nhưng mà có điều là mình uống nhiều quá thì mình đi lại tiệc mình không ăn được nhiều, cho nên lót bụng bằng chanh muối thì sẽ ăn được nhiều hơn. Tất cả những cái liên quan tới đường ruột thì nên uống buổi sáng hơn. Để coi cái vụ cũng uống sắn dây trước nữa. Thì bình phòng cái bột sắn dây cũng uống nó. Ví dụ như trường hợp mà mình muốn thanh lọc cơ thể, nó là thằng tuyệt vời nhất trong tất cả các loại thực phẩm, an toàn nhất cho cái việc nhịn ăn nhiều ngày. Thầy nhịn thử 21 ngày rồi, thầy ra Hà Nội vẫn leo núi bình thường, không có mệt nhọc, không có gì hết. Cho nên nếu mình đang muốn thanh lọc mà mình ăn sắn dây thì mình đi làm bình thường, 3 tuần lễ đi làm bình thường, không hề có bất kỳ một cái dấu hiệu mệt mỏi nào hết. Nhưng mà nhịn tới ngày thứ tư, thứ năm nó sẽ thải độc, sướng lắm. Mình tưởng như là xúc ruột mình thiệt luôn vậy đó. Thậm chí nó ra những cái máu bầm mà con cốt lâu năm đâu hồi nào á, nó hôi nó thối. Ai mà lần đầu mà thanh lọc bột sắn dây thì sẽ biết cái mùi của cơ thể mình. Cái phân mình đi bình thường nó không có thối gì đến nỗi lắm đâu, nhưng mà nó ra độc trong giai đoạn mà nhịn ăn sắn dây thì mới biết rằng nó đã tẩy được cái đường ruột mình tuyệt vời nhất. Cho nên mình cứ mở đợt mình nhịn 10 ngày thoải mái, không ăn không uống gì hết đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt là mình sẽ không bị đói. Là ví dụ như sáng sớm mình uống một chén, rồi trưa đói cứ uống một chén, chiều đói uống một chén, 3 chén trong ngày không cần phải nhiều đâu. Vậy là đủ cho một ngày nhịn ăn của mình. Nếu như mình muốn nhịn ăn nữa, mình lấy sắn dây này, mình muốn ngon hơn nữa đó nha, thì sắn dây mình đang bán nó lọc cũng chưa có tới lắm. Mình sẽ mua mấy ký về, bắt đầu mình đổ nước mình lọc, quậy nước để 8 tiếng chắc ra, rồi đổ nước mới 8 tiếng chắc ra, mình làm chừng 10 lần như vậy. Xong rồi lấy cái đó phơi khô, thanh lọc cơ thể là số 1 thiên hạ.
không có cái gì bằng. Tại ra những người căng thẳng như những đứa mà nó bị thần kinh hở hở la hét rồi đó, thì khoái sắn dây uống nó sẽ xoa dịu thần kinh của nó. Mấy đứa bé mà nó bị tăng động á, thì sử dụng bột sắn dây này sẽ kìm hãm được, quá có thể hóa giải luôn được cái bệnh tăng động của nó. Cái dấu hiệu của tất cả những người trước khi động kinh, nãy mình nói tới thần kinh thì chưa nói động kinh, mấy đứa bé động kinh, mấy người động kinh bị quéo tay, quéo chân, mất cảm giác vân vân, tất cả những cái tình huống đó đều thấy, nếu thấy dấu hiệu hiện ra thì khuấy bột sắn dây uống là an toàn liền, nó không bị giật, không bị động kinh nữa. Và trường hợp này những đứa bé nó không thể uống trực tiếp được mà còn bú sữa mẹ, cái này mà nói tới cái liệu trị động kinh mà thầy trị thành công hàng ngàn bệnh nhân rồi á, thì bắt bà mẹ phải ăn số 7 là một, và uống sắn dây tối trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, sau một tiếng đồng hồ sẽ cho đứa bé bú, thì gần như bệnh động kinh đứa nào cũng hết mà không cần đụng tới đứa bé. Nếu còn cho bú thì là tuyệt vời. Nhớ mà đối với dưỡng sinh á, mà đứa bé còn bú được thì đừng có đụng tới nó miếng nào hết á, bất kể nó là đang bệnh gì, trị thẳng bà mẹ là hết đứa con, nên để ý như vậy. Thầy rất là khó chịu mỗi khi mà mấy cái bà vòng vòng con tới, thế nào cũng bị chửi hả? Chửi mấy câu rồi mấy chỉ. 100% là bà mẹ chứ không nói được gì khác. Nên con bệnh kiểu gì là cũng do mẹ, tại vì 9 tháng 10 ngày mẹ ăn bậy, sanh ra thì lại ăn bậy cho nó bú, không chết nó là chết ai. Một cái điều mà mình nên hiểu như thế này này nha, mình phải nói rộng rộng để mình có một cái lý luận với người ta sau này, là cái đường ruột của mình mấy chục năm à, ăn gì nó cũng hấp thu chuyển hóa, còn đứa nhỏ nó đã 9 tháng 10 ngày là nó ăn bằng cái rúng, nó chưa có hoạt động được cái quá trình chuyển hóa để hấp thu, nó không có như đường ruột của một người lớn. Cho nên chỉ mình chỉ cần là một chút béo thôi thì cái béo nó sẽ bằng 1000 cái béo trong đường ruột của đứa nhỏ. Cho nên mà nhìn thấy đứa bé mà hay khóc thì không phải mụ dỗ gì đâu, dỗ cái đầu bà mẹ chứ không phải mụ dỗ. Mẹ ăn bậy nó không tiêu, nó khó chịu nó mới khóc, tức là nó bị ốc ách, nó bị tức bụng, nó bị khó thở, nó bị bất ngặt nó mới khóc, chứ không phải mụ dạy. Ai nói mụ dạy con tôi khóc, nói hồi xưa mụ cũng dạy là đập đầu bà mẹ 30 cái nữa, chứ con đứa bé bình thường không bao giờ khóc. Con nít nó không có rảnh đâu, nó nhõng nhẽo, nó bú xong nó ngủ à. Nhưng mà nó bị khóc là chắc chắn 100% mẹ đã ăn một cái gì trong ngày đó. Có thì 2 ngày sau chưa quá giải được thì cái đó là suối uống một sắn dây liền đi. Thì vậy là cái sữa nó xong tiếng hồ bú, đứa nhỏ sẽ hết khóc. Rồi như vậy nó có cái thần kỳ vậy, cho nên mấy người trẻ trẻ mà sinh con là bắt đầu phải biết, phải học hết cái bài của sắn dây này á. Đúng cái gì cũng đưa sắn dây vô là an toàn cho cả mẹ lẫn con luôn. Thành ra là đứa bé khóc là do nó khó chịu, mà khó chịu duy nhất là thức ăn của bà mẹ, chứ không có cái khác, không có cái thứ hai. Và bất kể cái bệnh gì trong giai đoạn mà còn cho bú là mình đều xử bà mẹ hết 100% số 7, không có đường nào khác, uống sắn dây liên tục sáng đều là đứa nhỏ sẽ im ru, ngày hôm sau không khóc liền, ngay cả cái bệnh động kinh không quá tuần lễ. Thầy trị nhiều lắm, cái này là cái kinh nghiệm mà trị sắn dây kèm theo ăn uống, là mấy đứa bé mà đã từng đi bệnh viện tốn tiền tốn của rất là nhiều đâu có hết đâu. Có những đứa nhỏ bị ung thư thận, năm trước là trị 2 ca ung thư thận từ Hà Nội đưa vào, bị cắt một cái rồi mới 3 tháng mổ cắt bỏ tới thận, bị ung thư thận sớm dễ sợ luôn. Bà mẹ ăn thịt tàn nhẫn vô nhân đạo. Ăn thịt nó tới ung thư thận đứa nhỏ luôn á, mà tới tận này gần như là nó bị hư hết 1/4 nữa rồi đó, mà mới có 3 tháng à. Vậy mà sau 3 tháng thận lành lại, bác sĩ không bao giờ ngờ được. Thì như vậy thì nó trở lại bệnh viện Bạch Mai, nó khám, nó gặp cái thằng nhỏ kia ung thư thận mới ôm vô, bác sĩ đòi lấy 2 trái thận. Bà mẹ khóc quá trời quá đất, chỉ vô thầy thì rõ ràng là sau 3 tháng hết. Mà đâu có đụng gì đứa nhỏ đâu, tuyệt đối không đụng miếng gì đứa nhỏ, nó bắt bà mẹ ăn. Nhớ ngay cả đắp nước gừng cũng đắp rất là nhẹ nhàng. Thì nó cần đắp không cần, thôi khi nó đau đắp, còn không đau cũng khỏi đắp. Vậy đó mà sau 3 tháng đứa nhỏ hết.
hay là thay đổi cái nguồn dinh dưỡng là đứa nhỏ hết. Cho nên rất là ghét nhất là mấy cái bà mà ẵm con vô bệnh viện á. Nó là điều cấm kỵ. Ẵm tới mình là phước rồi, nhưng mà ẵm vô bệnh viện rồi là lớp nào chích, lớp nào mổ. Chỉ trừ trường hợp là nó tắc cái gì ở trong mình không có kịp thời cứu chữa thì chịu. Chứ còn những cái bệnh thông thường là 100 đứa thì trị liệu hết, đủ 100. Rồi tới ví dụ mà ban sỏi, ở đây mình nói luôn nha, những cái người con sanh ra dễ bị lấm lấm luôn, mà thầy đã trị ngay bệnh viện Vinmed năm nay 2 ca. Tại sao con nít phải bị ban? Và người ta cũng chẳng giải thích được cái điều này. Cứ ban là xử nó kiểu vậy thôi, chứ còn nguyên nhân không ai nói tới. Và con nít nào lớn lên cũng một lần bị ban trong đời, đúng không? Đó là điều cực đúng của cái quy trình thay đổi cơ thể. Tại vì á, nói tới cái dịch của nội bào, dịch ngoại bào, nó ở trong một cái môi trường nước nhất định. Rồi thầy nói cái này là sau này sẽ nói một cái bài rất là dài nữa. Tức là có một cái thí nghiệm mà người ta cắt cái tim của con gà sau khi mới ấp nở, và người ta để trong cái lọ để thí nghiệm, người ta để một cái loại dịch, thì thay cái nước dịch đó liên tục mỗi ngày, và cái miếng tim bị cắt nhỏ đó nó sống đúng 28 năm và còn có khả năng sống nữa nếu còn tiếp tục thay cái dịch này. Thật ra cái dịch ngoại bào, dịch nội bào rất là quan trọng, để mà mình sẽ nói từ cái vụ nước axit, nước kiềm, nó sẽ dính tới cái này hấp dẫn lắm. Điều này để nói cái gì? Cái tế bào mình á, đều nằm trong một cái môi trường dung dịch với cái lượng axit và kiềm cân bằng thì nó sẽ tồn tại lâu bền mà không bệnh tật. Thì như vậy là cái lúc mà cái thai của mình nó nằm trong cái tử cung, cũng nằm trong cái bọc nước đó. Thì như vậy là trong suốt 9 tháng 10 ngày, cái loại lỗ chân lông mình là cái loại thở, nó trao đổi khí được sau khi ra bên ngoài. Nhưng mà hồi nằm ở trong kia thì nó không thở được, nhưng mà nó vẫn bị ngấm cái dịch của người mẹ qua màng da. Và cái dịch đó nó ngấm qua màng da, nó không phải bình thường nữa, mà nó ngấm luôn vô tới phổi. Thì như vậy là cái phổi là nó khai khiếu từ da, cho nên người nào mà phổi tốt là thấy da họ đẹp à. Da mà sượng sượng là biết cái phổi có vấn đề. Cho nên phải tập và ngồi hít thở vũ một sáng dây. Thế vậy là đến khi đứa bé sinh ra từ 0 tuổi cho tới 1 tuổi, nếu đứa nào mạnh khỏe thì nó nổi ban sớm. Nên để ý như vậy. Nếu mà quá 6 tháng mà đứa bé không nổi ban thì biết rằng cái thể chất đứa bé này không tốt. Tại vì sao? Khi cơ địa phát triển tốt rồi, cái phổi mặc dù trong phim thì nó hoàn thành, nhưng mà tới 6 tuổi thì gần như mới hoàn thiện. Tức trải qua 120 ngày là phổi này mới hoàn thiện. Sau khi sanh ra đó thì phổi hoàn thiện. Và khi nó hoàn thiện thì nó sẽ bắt đầu đào thải những cái nhiễm trong lúc mà mẹ còn bọc mình ở trong tử cung á. Thì những cái dịch đó được bắt đầu phổi nó đẩy ra da. Và màng da mình là cái biểu hiện của cái độc mà từ phổi đẩy ra. Do đó nếu mình biết cách đền đem ra luôn thì đứa bé sau này sẽ tuyệt vời, tức là kháng thể nó sẽ tăng lên. Còn nếu như không biết cách mà uống để lặn ngược vô, chích để lặn ngược vô, thì đứa bé này sau này cuộc đời nó trước sau cũng bị lao phổi hoặc là bệnh gì cổ phổi rất là nặng. Và cái nữa là gì? Cái kháng thể nó cũng sẽ yếu luôn nữa. Kỳ lạ. Do đó phải biết xử lý khi bắt đầu nổi mẩn, nổi ban. Đầu tiên là phải uống cái rau giáp cá, xay sinh tố rau giáp cá từ 100 cho tới 200 gram cho mày uống, mày tiêu chảy ra. Tức là đó, nó biểu hiện thải độc thì mình tiếp dùng cái rau giáp cá để dẫn đường đi xuống một chút cho mày tiêu chảy. Và bắt đầu từ ngày hôm đó là nếu như mẹ mạng số 7 hoặc là kêu bà mẹ nhịn ăn, uống sắn dây. Và nếu đứa bé được uống sắn dây được là số 1. Để nó uống dây nóng để nó tống cái độc ra tiếp.
Cái thứ hai là luộc hột gà. Luộc hột gà chín xong xuôi lột bỏ cái vỏ cứng. Bỏ vỏ cứng đó xong rồi nhúng lẹ vô cái chén mà nước giấm nuôi á, nhúng lẹ vô lấy ra lăn trên cơ thể của đứa bé. Lúc nóng thì lăn lẹ tay, nó nguội lăn chậm chậm từ từ lại, lăn khắp cơ thể đứa bé. Chỗ nào nổi mẩn nhiều thì lăn nhiều, chỗ nào nổi mẩn ít thì lăn ít. Để chút phải lấy cái hình nó ra cho coi, lăn mà thấy có gai nổi trong cái hột gà luôn á. Thì vậy là tất cả các bệnh ban sởi đậu mùa, bệnh gì trên da nổi thì mình cũng làm như vậy, áp dụng cho người lớn sau này luôn. Để một sáng dây này, nếu bệnh đậu mùa thì tuyệt vời, uống cái đó sổ ra, uống một sáng dây nhịn ăn mấy ngày đẹp. Bệnh thủy đậu, bệnh gì ấy, mấy cái bệnh về da ấy, thì một sáng dây này là một trong những cái thằng góp cái công rất là lớn. Kèm theo lăn hột gà thì không còn bệnh gì có thể còn lại. Thì đó mình vừa mình sổ ra, mình vừa mình lăn rút ra. Thì sau khi mà lặn rồi, một cái thứ nhất là da đứa bé nó sẽ đẹp tới già, tại vì phổi bắt đầu tốt. Thì những người mà bị hay nổi cái này kia trên mặt của mình là một phần hồi nhỏ mình nổi ban mà không đem ra. Bây giờ thỉnh thoảng nó nổi mụn nhiều hay là bị dị ứng nhiều vân vân thì do cái giai đoạn nhỏ mình xử lý không sạch. Đây là cách xử lý sạch nhất. Kỳ rồi có hai đứa bé tuyệt vời cho bệnh ban sởi. Nó đen đầy người, nó thấy ghê lắm. Tức là làm mà cho đúng một cái, nguyên cái người của nó sẽ ra tới ngày thứ ba là nó đen thui như trái sắn, hột 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 đầy người luôn. Đứa bé nào cũng có khả năng nổi từng đó, nhưng mình không đem ra hết một lần, cho nên rồi nó rút ngược trở vô. Thì sau này mình bị cảm, bị nhiễm, bị lạnh, bị dị ứng, ngứa, bị phổi và sần sùi da suốt đời. Và làm như vậy rồi đứa nhỏ nó từ nhỏ tới lớn là không bao giờ có cái vụ mà nổi mẩn, nổi mụn tùm lum nữa. Mà con người ta bị tắc cái đường này. Dứt khoát cơ thể phải thảy độc ra khi phổi hoàn thiện. Mình nên nhớ rồi này, phổi hoàn thiện thì nó thảy, tại nằm trong thai nó bị ngấm, cho nên nó cần thảy ra khi cơ thể hoàn thiện. Thì giống như biển không chứa tử thi, có bất kỳ một cái gì lạ không phải của cơ thể nó mà ngấm trước đó nó cũng thảy ra. Thì vậy là muốn mà thảy tới độc trong tủy xương, thảy cho nó hết đó, thì phải có một sáng dây này. Đó là cái bài mà gần như là tuyệt vời nhất, mà kinh nghiệm lâm sàng không phải một hai đứa bé. Thầy có rất là nhiều tấm hình ở cái, chắc cái máy kia tấm hình. Thấy đứa nhỏ thở thì có giống như là Chung Du Diệm mà hồi đó, chứ khi nổi nó đẹp lắm. Nó đen như lọ chảo mà một to đầy mặt này nè, ai thấy cũng gớm hết. Chậm nhất là 7 ngày, mà cả 7 ngày mới sạch nha. 7 ngày bắt đầu lặn từ từ, tới 10 ngày là xong á. Kể từ khi nổi cho tới 10 ngày thì mình phải xử lý tuyệt đối, đủ lòng tin để xử đối trong suốt 10 ngày này. Tốn ít lắm là từ 3 tới 500 hột gà. Mỗi lần lăn là 20 hột á, mới khắp cơ thể được. Lăn nguội là dục, lấy cái khác lăn chứ không được tiếc. Tiếc lăn lại lần 2 rút ngược vô. Bữa đó có cái bà đó cũng có nhiều cách xử lý mà mình không có dặn kỹ. Bả lăn, bả tiếc, bả luộc, bả lăn, nó nói chỗ con nó bị nổi riết, nó đen thui hoài không hết. Thì nó từng mà sau này nửa tháng tôi nói hột gà mà làm sao, nó con luộc con lăn lại. Đúng là trời ngu, nóng mà nó nóng hơn, nó rút ngược vô. Cho nên là lăn thì lúc nóng là lăn hơi lẹ tay, nguội thì lăn chậm chậm từ từ đủ cái độ nóng á, thì nó sẽ rút ngược ra. Đó thì cũng phải có sáng dây này. Thành ra những trường hợp mà giải quyết những cái độc, lặp lại là từ đầu tới cuối là mình nói sáng dây là loại giải độc. Mà sâu tới trong tủy xương, tất cả các loại độc gì thì nhớ hồi đó không phải chất độc màu da cam, chất độc màu da cam thì xử lý cũng khoảng 49 ngày hết. Có ông kia ổng bị, ổng làm trong cái hãng bánh xe hơi á, chụp hình cái nhìn nó phổi đen thù lùi thấy ghê lắm. Tức là cái bụi của nhựa nó bám hết cái phổi không luôn á. Trời ho cái dằn răng cục mình dò 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 dây nhách. Những cái miếng lợn cợn nó dai của cái mũ á. Thì tới ngày thứ tư, thứ năm cũng ho cái ổng ò, cái là nguyên một muỗng vậy đó. Mà thầy bắt uống sáng dây này tiếp. Uống dây này bằng cách là nấu cái trà củ sen, nếu trường hợp đó là phải nấu trà củ sen.
liên quan tới phổi là mình nấu dùng nước trà củ sen với gừng, ví dụ 40 lát trà củ sen, 5 lát gừng tươi nấu ra nước, lấy nước đó phải sang vậy nếu liên quan tới phổi. Vậy vậy thì giúp được cái bệnh gì nữa nè, lao phổi nè, những bệnh liên quan tới phổi thì phải sử dụng tới bài này. Ở đây thì không có ai biết cái dây thằng the, thành ra cũng cái bài phổi phải nói nhiều chuyện lắm. Bữa nào lên mạng kiếm cái dây thằng the thử. Cái tên dùng quên nó là thằng the, THAN giáo quyền đó. Những cái người mà bị dịch tràn phổi thì sử dụng cái dây thằng the đó là sẽ rút dịch ra được rất là nhanh. Uống nấu một lần nguyên một tí tươi đó, đổ nước ngập nấu ra còn chén uống. Cái thứ hai là cũng dây thằng the đó mà người ta bí tiểu không đi tiểu được, không còn khả năng đi tiểu nữa, thì dùng dây thằng the đó đó, gói trong cái lá chuối, chuối xiêm mình nha, nướng cho nó, nướng trên lửa cho nó héo, trái lá chuối là cái dây đó héo, xong mình sẽ nấu nước cho uống là người ta đi tiểu được liền, rất là nhanh. Rồi sáng dây chừng đó là cũng đủ quá rồi đó, đúng không?